từ tháng 8 năm ngoái mùa rét xong rồi là tháng 8 năm nay bắt đầu là còn mùa bức thì nắng là không làm gạo rồi là đường rồi là bơ rồi là lắm thứ lắm, đỗ xanh đỗ tương cho vào đảo đều xong rồi đổ máy rồi là nó cứ thế rồi nó đảo đều đi nó đổ xanh bỏng thôi. Túi này thì chỉ có 10.000 thôi. Những bình những ngày rét thì bán được nhiều, còn ngày bức thì bán được ít, nắng thì bán ít lắm. Công ty tớ thì chỉ bán hàng gọi là bán cứng, mùa nắng bán chín, mùa rét bán bỏng. Giờ già rồi chả đi công ty nào nên là cứ như thế này để thu nhập gọi là đồng rau đồng quả hàng ngày trang trải cuộc sống thế thôi.